Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chắp cánh ước mơ. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp với Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo và VNPT Bình Phước thực hiện. Thưa quý vị và nhà hảo tâm, em Nguyễn Vũ Toán vừa nhận kết quả trúng tuyển ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui chưa kịp đong đầy thì em đã nơm nớp nỗi lo phải nghỉ học hoặc phải bảo lưu kết quả để đi làm thuê, làm mướn, dành tiền tiếp tục theo học. Gia đình không có gì để thế chấp, không còn nơi nào để vay mượn. Một tờ đơn không theo mẫu đã được gửi đến chương trình Chắp cánh ước mơ. Đó là niềm hy vọng cuối cùng giúp cậu học trò nghèo có thể mở rộng cánh cửa đời mình, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Đến thôn Bù Tố, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, hỏi nhà em Nguyễn Vũ Toán. Câu trả lời chung mà chúng tôi nhận được là cứ đi đến cuối bến cá, căn nhà nào thấp bé nhất, cũ kỹ nhất, đó là nhà của em ấy. Quả đúng là như thế, không chỉ bên ngoài thấp bé mà bên trong căn nhà cũng không có tài sản nào có giá trị để có thể cầm cố đủ tiền đóng học phí cho em năm đầu đại học. Thế mới hiểu vì sao Toán đã phải ngậm ngùi, tiếc nuối, tự giấu giấy báo đậu ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không dám xin cha mẹ cho làm thủ tục nhập học đúng lịch. Thực sự thì trong năm lớp 12 thì em đã từng nghĩ đến việc là học hết lớp 12 thì sẽ không đi học nữa, vì em lo lắng về mặt tài chính gia đình không được ổn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng mà em trong suốt năm 12 đó thì em cái khoảng thời gian đó thì tinh thần em suy sụp để chuẩn bị bước vào đại học, thì em thấy cũng một phần nào đó lo lắng cho ba mẹ em vì phải cố gắng cày cuội để lo cho em những khoản học phí. Chứng kiến chàng trai lặng lẽ trong nỗi đau khổ tận cùng, cậu em trai Nguyễn Vũ Triết cũng chẳng còn tâm trạng tập trung cho học tập trong những ngày đầu năm học mới của lớp 12B1 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Suốt 11 năm nay, Triết đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi nhất nhì trong lớp. Đó cũng chính là động lực giúp em nuôi dưỡng ước mơ trở thành kiến trúc sư, để em có thể xây cho gia đình mình một mái nhà lành lặn và thiết kế giúp bà con nghèo quê mình có những mái ấm khang trang mà không phải tốn nhiều chi phí. Ước mơ đẹp đẽ là vậy, nhưng khi đứng trước hoàn cảnh thực tại, Triết lại bàn với gia đình rằng em sẽ tạm nghỉ học để nhường cơ hội cho anh. Số phận đã vậy rồi, có muốn khác đi cũng không được nữa. Thực sự thì khi con nghỉ thì con mà phải nghỉ học thì con sẽ được rất là tiếc, tại vì ước mơ xây dựng của con rất lớn, con rất đam mê vào ngành xây dựng, để sau này có thể giành được suất học bổng của trường nào đó để con có thể ra nước ngoài du học. Con ước ao được ra nước ngoài du học ở nước Nhật để tham khảo về những ngôi nhà, những phong cảnh đất nước bên đó con thực sự rất thích. Nhưng mà bây giờ thực sự rất tiếc là về hoàn cảnh khó khăn bây giờ của gia đình con, nên con phải nhường lại cho anh và nhờ anh thực hiện đam mê của mình. Còn con sẽ lui lại để có thể nào mà cho anh đi học được tới nơi. Còn xót xa nào hơn khi cả hai con đều chăm ngoan, học giỏi mà phải nhường nhau cơ hội đến trường. Là trụ cột trong gia đình, anh Nguyễn Thế Vinh vẫn một mực động viên các con an tâm học tập. Cha sẽ làm đủ mọi cách để các con được tiếp tục đến trường. Nhưng đến nay, ngày nhập học của Toán đã cận kề, anh cũng đã chạy vạy khắp nơi mà chưa đủ để lo chi phí học đại học, chi phí mua máy tính cho các con học online. Hai vợ chồng anh Vinh đều chung hoàn cảnh cút côi, theo người thân từ quê hương Quảng Nam vào Bình Phước lập nghiệp, gom góp và vay mượn thêm 50 triệu đồng từ Hội Đồng Hương và Hội Cựu Chiến binh mới mua được 3 sào đất trồng điều và dựng tạm ngôi nhà nhỏ. Để có cái ăn cái mặc, bao năm ròng, anh Vinh phải bươn chải đi làm phụ hồ. Tuy nhiên, các công trình xây dựng ở thôn quê này cũng không nhiều, nên mỗi tháng, anh cũng chỉ làm được từ 10 đến 12 ngày công, tương ứng với số tiền khoảng 3 triệu đồng.
trong mấy tháng, trong mấy tuần vừa rồi thì dịch Covid thì không có đi làm được. Cho nên gia đình cũng xót xa, cũng đau đớn trong lòng. Không biết lấy tiền đâu mà cho con vào đại học để cho con nó đạt được cái ước mơ sau này của nó. Dù có sức khỏe ốm yếu nhưng phải cố gắng đi làm để cho con có cái chữ sau này nó giúp được bản thân nó và giúp cho xã hội nữa. Quang thấy con ham học mà thương, vừa thương vừa lo vừa tội nữa, cho hoàn cảnh này số phận của gia đình vậy. Suốt mấy ngày liền, người mẹ nghèo Vũ Thị Tin cũng đã khóc ròng vì thương con trước nguy cơ thất học. Những năm trước đây, chị thường đi giúp việc nhà ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tháng tằn tiện cũng gửi về được 6 triệu đồng cho các con ăn học. Năm nay đại dịch Covid-19 khiến chị bị thất nghiệp. Ở nhà, hễ ngày nào có người kêu đi bón phân, làm cỏ, chị rất mừng vì ngày hôm đó có được 200.000 đồng để chắc chiêu, dành dụm, chuẩn bị cho việc học tập của các con. Thời gian còn lại, chị nhận hạt điều về cạo vỏ, miệt mài cả ngày lẫn đêm cũng chỉ khoảng 10kg với nguồn thu chưa tròn 100.000 đồng một ngày, nên bữa cơm hàng ngày luôn thiếu trước hụt sau. Cũng vì cái nghèo, cái khổ mà vợ chồng chị đã không thể giúp con thực hiện được ước mơ của mình. Năm nay đấy nó không ấy là kẹt rồi, năm trước nó cứ hụt đấy rồi, lũ gánh vác đó rồi. Mắc nợ mất mấy chục triệu đấy rồi, giờ không biết làm sao được mà trả được mà giờ các cháu lại học mà. Lên thằng này thì giờ chuẩn bị là ra trường đấy mà. Bà nó kêu đi vay mà tôi đi vay người ngoài tôi không quen, là tôi cũng chưa có hỏi ai mà. Ông kêu là giờ cứ mạnh dạn hai vợ chồng đi hỏi vay. Rồi giảm trước thì lúc nó nhận được cái giấy báo, giấy báo rồi lấy đi lên họ bầm vay rồi đóng cho cháu để cho cháu học rồi. Cố gắng, ông kêu là bà mà không đi hỏi vay cho nó học tôi làm không nổi cho con học, tôi tự tử á. Thì cũng ráng để cho các cháu, mà giờ ráng là nợ nần nhiều mà cũng lo lắm cô, chỉ lo là dụ nó chưa làm ra trường mà mình bây giờ đau nhức rồi bệnh giãn tĩnh mạch rồi tăng xong, chỉ lo là mình không làm mình trả được rồi con mình không biết đến lúc mình có còn sống được, đến lúc con mình làm ra tiền không, tôi cứ lo vậy đấy, lo miết à. Xong tôi cứ nói vậy mà ông kêu ráng đi chứ giờ cho nó nghỉ hết, cho nó ăn học làm gì, hết 12 rồi giờ đi vay đi mượn cho nó học. Bao nhiêu cánh cửa đến trường đều đóng lại với anh em Nguyễn Vũ Toán, Nguyễn Vũ Triết. Một tờ đơn không theo mẫu đã được cả hai anh em thảo thông qua phần kết nối của câu lạc bộ Hương Từ Tâm ở thị xã Phước Long gửi đến chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Đó là niềm hy vọng cuối cùng giúp cho cậu học trò nghèo có thể mở rộng cánh cửa đời mình hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Em muốn xin học bổng của chương trình Chắp cánh ước mơ để cho ba mẹ em đỡ khổ phải đóng tiền học phí cho những năm học sắp tới của em. Và em muốn học đại học để thay đổi cái hoàn cảnh sống gia đình em. Nếu mà em đi học đại học thì gia đình em sẽ phải vất vả làm lụng khó khăn. Nhưng mà em đã suy nghĩ thêm là nếu mà em không đi học đại học thì để đánh đổi 4 năm học đại học và đánh đổi với giữa một cuộc đời thì em sẽ chọn đánh đổi 4 năm đại học. Trong suốt khó khăn đó làm lụng vất vả để có thể đổi lại được phần đời còn lại của gia đình em. Ngay sau khi nhận được đơn xin trợ giúp của tân sinh viên Nguyễn Vũ Toán, ban tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ đã rất trăn trở. Bởi đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp làm ăn ngưng trệ, thu nhập của mọi người đều giảm sút nặng nề. Các nhà hảo tâm của chương trình Chắp cánh ước mơ cũng gặp khó khăn như thế. Ngôi trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, nơi hai anh em Toán và Triết học tập, cũng đang trong thời gian thực hiện dạy và học trực tuyến, nên số tiền thầy cô, bạn bè tham gia ủng hộ lần này sẽ không nhiều so với các nhân vật chắp cánh ước mơ cũng tại trường trước đó. Tính đến sự cấp bách, không để học sinh nghèo phải bỏ lại phía sau, chương trình Chắp cánh ước mơ kỳ 74 vẫn quyết định tổ chức ngay tại nhà của em Toán. Chương trình đón nhận sự đồng hành của nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước, Quỹ Khuyến học Khuyến tài tỉnh. Để đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch, nhiều đơn vị đồng tài trợ, các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện, tuy không có mặt, song vẫn thông qua ekip chương trình kịp thời tiếp sức cho em.
Thấy tin chương trình đăng bài về cái hoàn cảnh của gia đình nhà cháu thì nhóm chúng em cũng cố gắng vượt qua để đăng bài, cũng nhờ kêu gọi tất cả cái lòng tình thương của quý mạnh thường quân để ủng hộ cho các cho em, để cho em cố gắng vượt qua để được tiếp tục đi học. Tất cả các câu lạc bộ và tất cả quý mạnh thường quân cũng đã rất là quan tâm đến cái chương trình Chắp cánh ước mơ. Từ khi cháu học vào lớp 1 đến bây giờ là lên văn đại học là tôi đã cầm cái giấy khen của hội là suốt đến bây giờ. Tôi thấy đó là một gia đình rất là nghèo, anh chị Vân so với địa phương ở đây thì không bằng ai. Nhưng mà vấn đề giáo dục và dạy dỗ con cháu, và hai cháu rất là ngoan và học hành đến giây phút này, tôi cảm thấy là đó là niềm hạnh phúc của con cháu chúng tôi trong cái hội đồng hương. Tôi rất lấy làm cảm kích trong cái chương trình Chắp cánh ước mơ, cũng như các vị về đây và làm để ủng hộ cho cháu được tiếp tục đến con đường đại học của cháu. Ngay tại buổi kết nối trực tiếp tại nhà, em Nguyễn Vũ Toán đã đón nhận được tổng số tiền mặt 142 triệu 500 ngàn đồng và một chiếc laptop trị giá 9 triệu đồng. Cảm xúc vỡ òa, tân sinh viên nghèo Nguyễn Vũ Toán đã bày tỏ rằng cuộc sống tương lai của em sẽ chẳng có gì nếu hôm nay không nhận được tình cảm yêu thương kèm các suất học bổng đến từ các nhà hảo tâm của chương trình. Các thành viên khác trong gia đình em Toán như cũng được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để cố gắng lao động xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Con cứ tưởng mình là sẽ phải dừng lại việc học, và con sẽ nhường suất học đó lại cho em con, và con sẽ đi làm với phụ giúp với lại ba mẹ con để có thể mà cho em con được ăn học. Ngay lúc này thì cảm xúc của con rất là vui và rất biết ơn chương trình đã giúp cho con có thể được tiếp tục để học và không phải để dừng lại việc học. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng vào lòng tin của mọi người, các cô chú, các thầy cô, bạn bè cũng như mọi người đã yêu thương và giúp đỡ cho hai anh em con. Chưa có bao giờ được cái số tiền lớn như vậy, từ ngày hai vợ chồng lấy nhau đến giờ. Kể cả lúc chưa có con cũng vậy. Không có khi nào mà làm mà được một số tiền như vậy. 5 triệu, 3 triệu, rồi đến chục triệu, rồi cứ làng là lại ăn lại hết. Số tiền lớn như vậy thì xúc động lắm cô ơi. Bây giờ không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn chương trình và Chắp cánh ước mơ là đã nâng đỡ cho gia đình rồi. Các hội để giúp đỡ với các thầy cô là cũng nâng đỡ được vậy cho gia đình thì cũng có tiền cho các cháu ăn học tới nơi. Chứ giờ không lo nổi hai đứa học đại học đâu cô. Tôi đã bảo học hết cấp 1, hết cấp 2. Rồi cứ lần tới vậy đấy cô. Bây giờ được nhờ như này thì cho các cháu học được tới nơi. Chặng đường đại học của tân sinh viên Nguyễn Vũ Toán dù còn nhiều khó khăn, nhưng với niềm tin vào sự tử tế và lòng nhân ái sẽ luôn là hành trang đặc biệt để em không bao giờ từ bỏ ước mơ, khát vọng của mình. Cứ bước đi rồi em sẽ thành công. Câu chuyện Chắp cánh ước mơ kỳ 74 giữa đại dịch khiến ai chứng kiến đều cảm thấy ấm lòng và trọn vẹn lời hứa tiếp tục cùng nhau nối dài sợi dây yêu thương trên mỗi hành trình. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình Chắp cánh ước mơ xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước, đơn vị đồng tài trợ Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Bình Phước và tất cả các nhà hảo tâm trên mỗi hành trình kết nối trao học bổng. Để nắm thêm thông tin về các em học sinh cần trợ giúp thông qua chương trình, mời quý vị và các bạn có thể truy cập theo địa chỉ bbtv.vn hoặc liên hệ trực tiếp chương trình Chắp cánh ước mơ, phòng bạn đọc tư liệu công tác xã hội, Đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước, điện thoại 0911 21 21 26, biên tập viên Thu Hiền.